Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với Hạn Công Tư. Như phần comment vừa rồi, các bạn có thể thấy rồi đấy. Mình nghĩ chắc hẳn không chỉ một mình bạn đấy suy nghĩ vậy đâu, mà còn rất nhiều người khác nữa cũng suy nghĩ như vậy. Thế nên là trong video này, chúng ta sẽ cùng thử tìm hiểu xem là hiệu năng xử lý video giữa Ryzen 7 2700X và i7 8700K đâu sẽ là sự lựa chọn tốt hơn dành cho các bạn. Về việc xử lý video thì đương nhiên chắc hẳn không chỉ một mình Adobe Premiere là có thể xử lý được video, mà còn rất nhiều bộ phần mềm khác nữa. Ví dụ như là DaVinci Resolve hay là Sony Vegas rồi là Camtasia. Nhưng mà Adobe Premiere nó vẫn là bộ phần mềm phổ biến nhất. Thế nên là trong video này mình sẽ chỉ đề cập đấy là Adobe Premiere mà thôi. Còn về giữa Ryzen 7 2700X và i7 8700K, nó có cùng một tầm giá là khoảng tầm 10 triệu. Đây có thể nói là một tầm giá được rất nhiều người tìm mua cho mình để build cho mình một bộ PC làm việc một cách thực sự. Thế nên là mình nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn về sự lựa chọn giữa Ryzen 7 2700X và i7 8700K nên lựa chọn bộ CPU nào. Và trước khi đánh giá hiệu năng thực tế giữa hai em này, chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút về mặt thông số. Nếu như chỉ nhìn vào mặt thông số, các bạn có thể thấy là i7-8700K nó sẽ có sự thua thiệt nhất định. Ví dụ như nó có ít hơn tận 2 nhân so với cả 2700X, dung lượng cache của nó cũng ít hơn và tiến trình của nó cũng là loại cũ hơn, chỉ là 14 nanomet. Nhìn vào tiến trình 12 nanomet của Ryzen 7 2700X, chắc chắn các bạn sẽ có phần nào cảm tính hơn. Nhưng Intel nó lại có một điểm đáng ăn tiền hơn, đấy chính là về mặt xung nhịp. Trong khi 2700X nó chỉ boost lên là 4.2GHz, thì 8700K nó có thể boost tận là 4.7GHz. Hiệu năng đơn nhân của bạn sẽ được tăng lên rất nhiều. Về mặt thông số kỹ thuật thì mỗi bên sẽ có một lợi thế nhất định. Ví dụ như là 2700X, các bạn sẽ có nhiều nhân hơn, nó giúp cho các bạn làm việc đa nhiệm tốt hơn cũng như là render tốt hơn. Còn 8700K, các bạn có xung nhịp cao hơn thì nó sẽ giúp cho các bạn dựng hình một cách mượt mà hơn. Nhưng mà mỗi bên sẽ có một lợi thế khác nhau. Còn ở trong Premiere, đâu mới là sự lựa chọn tốt hơn thì mình sẽ cùng các bạn đánh giá ở trong video này. Và tiếp theo, để có thể đánh giá được hai em này một cách công bằng nhất thì đương nhiên chúng ta sẽ có hai cấu hình, đấy chính là khá tương đồng với nhau. Và đương nhiên là mình sẽ không ép xung con nào lên hết. Các đoạn đang được sử dụng ở đây là RTX 2080 mới nhất và cũng như là đang được rất nhiều các bạn quan tâm về hiệu năng dựng phim. RAM có dung lượng là 16GB và bus là 2666MHz, ổ cứng SDM2 NVMe. Và về tản nhiệt, mình đang sử dụng ở đây là ASUS ROG Ryzen. Nó có thể nó vừa tản nhiệt cho CPU, nó vừa tản nhiệt cho phần phây của các bạn. Thế nên là các bạn hãy cứ yên tâm về độ mát của nó. Bộ nguồn cũng là ASUS ROG Thor, có công suất là 1200W, một công suất cực kỳ lớn. Thế nên là nó thừa sức gánh là 2080 và i7-8700K hay là Ryzen 7 2700X. Chỉ có giữa CPU và main là bắt buộc nó phải khác nhau thôi. Em i7-8700K mình sẽ dùng chung với cả main là ASUS ROG Z390 Maximus 11 Formula, đỉnh của đỉnh. Còn em Ryzen 7 2700X mình sẽ dùng chung với cả main là MSI X470 Gaming Pro Carbon, cũng thuộc top đầu về mặt hiệu năng. Nói chung với hai cấu hình như thế này, nó sẽ vắt được toàn bộ sức mạnh của CPU để bài so sánh có thể được công bằng nhất. Còn về project, mình sẽ sử dụng ở đây là một project 4K thực tế mà Hà Nội Computer đã dựng sẵn trong quá trình làm việc. Nói chung, mình sẽ dùng project thực tế để nó sát với cả những thao tác của các bạn nhất. Đối với Premiere, chúng ta sẽ có một số yếu tố để có thể mang ra so sánh. Ví dụ như là khả năng preview trực tiếp này, rồi tốc độ add một số hiệu ứng nặng cũng như là về tốc độ render. Trong ba yếu tố này thì yếu tố mình nghĩ là quan trọng nhất đấy chính là khả năng preview trực tiếp, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của các bạn. Nhiều khi mình đang làm việc mà nó cứ giật giật lắc lắc thì cực kỳ ức chế. Còn về render thì mình hoàn toàn có thể đi ra ngoài và thưởng thức một cốc trà đá để chờ đợi, hoặc là mình ngồi chơi gì đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ so sánh về khả năng là preview 4K. Và với việc preview như thế này sẽ có hai yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng của các bạn. Đấy chính là về xung nhịp và cũng như là về mặt số lượng nhân. Nhưng mà với đa phần nhu cầu của những người dùng ở Việt Nam ấy, thì các bạn chỉ dựng hình ở trên là một khung hình mà thôi. Thế nên là xung nhịp cao hơn thì nó vẫn sẽ có những lợi thế nhất định. Và mình sẽ so sánh theo kiểu, đấy chính là mình sẽ cho preview từ đầu cho đến cuối clip, xem nó bị drop bao nhiêu khung hình. Nó bị drop nhiều hơn có nghĩa là nó sẽ yếu hơn. Mình sẽ không đo mỗi một đoạn bởi vì làm như thế thì nó sẽ không đúng hết với cả mọi trường hợp, mà mình sẽ cho chạy từ đầu đến cuối một project thì kết quả của bạn sẽ mang tính chất tham khảo tốt hơn. Kết quả như trên bảng, các bạn có thể thấy là Ryzen 7 2700X nó bị drop tận là 312 khung hình, còn i7-8700K nó chỉ bị drop là 218 khung hình mà thôi. Nó ít hơn tận gấp rưỡi luôn. Các bạn có thể thấy là sức mạnh của việc xung nhịp cao của Intel là nó như thế nào rồi đấy. Đối với việc preview, nó không đòi hỏi việc các bạn có quá nhiều nhân, trừ khi các bạn là chơi theo kiểu là view một lần theo nhiều góc quay khác nhau, hoặc là các bạn có thể edit một lần trên nhiều khung hình khác nhau thì có nhiều nhân hơn thì nó sẽ tốt hơn một chút. Còn với nhu cầu của 90% người dùng ở Việt Nam ấy thì chỉ dùng trên một khung hình mà thôi, thì xung nhịp nó lại vô cùng quan trọng, nó sẽ giúp các bạn có thể edit mượt mà hơn rất nhiều. Trong lúc trải nghiệm thì mình có một số thông tin tới cho các bạn như thế này, là nếu như các bạn có add một số hiệu ứng màu mè đơn giản ấy thì nó quá là nhẹ đối với cả i7 8700K hay là Ryzen 7 2700X.
Chỉ khi nào mà các bạn add nhiều hiệu ứng chuyển cảnh hay là hiệu ứng tracking vào ấy thì mới thấy rõ sự khác biệt. Hoặc là các bạn nào chuyển nhanh giữa hai đoạn rồi cần edit luôn rồi là preview luôn ấy, thì hoặc là những đoạn đấy các bạn cũng có thể thấy ngay sự khác biệt giữa i7-8700K và Ryzen 7-2700X. Chuyển qua về tốc độ add hiệu ứng thì mình sẽ sử dụng một hiệu ứng là siêu nặng, đấy chính là hiệu ứng chống rung, để cho nó có thể đốt CPU một cách tối đa cũng như là cho các bạn mất thời gian một chút để các bạn có thể thấy rõ là về sự khác biệt giữa i7-8700K và Ryzen 7-2700X là nó sẽ như thế nào. Mà hiệu ứng chống rung này nó sẽ phải làm việc trên từng khung hình một, thế nên các bạn sẽ cần một CPU mạnh cùng với cả xung nhịp cao một chút thì nó mới có thể nhanh nhất có thể. Sau khi được xử lý xong, các bạn có thể thấy là video sẽ trở nên ổn định hơn cũng như là mượt mà hơn rất là nhiều. Hiệu ứng chống rung này nếu như các bạn cần quay nhiều cảnh phụ cũng như là những chuyển động một cách liên tục thì chắc chắn các bạn sẽ rất quan tâm. Với một đoạn video 4K có chống rung ấy thì dài khoảng tầm hơn 50 giây thì i7-8700K sẽ mất khoảng tầm là 9 phút 52 giây để hoàn thành, và nó nhanh hơn khoảng 10% so với cả là 10 phút 37 giây ở trên là Ryzen 7-2700X. Kết quả đã quá rõ rồi đấy. Nhiều khi nhiều nhân nó chưa chắc đã tốt cho việc edit video ở trên là Adobe Premiere. Cái quan trọng đấy chính là về xung nhịp cũng như là sự tối ưu hóa nữa. Bài kiểm tra cuối cùng mà mình sẽ dành tới cho các bạn đấy chính là về hiệu năng render. Nếu như từ trước đến nay các bạn cứ nghĩ đấy chính là càng nhiều nhân thì render nó sẽ là càng nhanh. Nhưng mà trước khi render, mình sẽ nói cho các bạn một thông tin như thế này để các bạn có thể suy nghĩ lại về việc nhiều nhân tốt hơn hay là sự tối ưu hóa nó sẽ là tốt hơn. Đây chính là Intel vừa update cho các bạn một tính năng, đấy chính là tính năng tăng tốc bằng card đoạn tích hợp Intel Quick Sync Video. Nó sẽ giúp cho các bạn giảm thời gian render khoảng tầm 2 lần, rất là nhiều đúng không? Khi các bạn render, nó không chỉ có là CPU và card đoạn rời hoạt động, mà card đoạn tích hợp nó cũng hoạt động kèm theo. Nó sẽ tối ưu hóa tất cả những phần cứng mà các bạn có để đạt hiệu quả tốt nhất trong quá trình làm việc. Tính năng này nó sẽ được áp dụng cho những CPU Intel có card đồ họa tích hợp từ đời 6 trở lên. Các bạn có thể kiểm tra CPU của mình có hỗ trợ hay là không ở đường link mà mình để dưới phần mô tả của video. Để kích hoạt tính năng này, các bạn có thể vào BIOS, sau đó kích hoạt card đồ họa tích hợp lên để card on và card rời có thể hoạt động cùng một lúc. Tiếp theo, các bạn hãy cài driver của card đồ họa tích hợp mà các bạn đang sử dụng ở trên trang chủ của Intel, mà các bạn có thể mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả video luôn. Cuối cùng, các bạn hãy update Premiere của mình lên phiên bản là 12.1 hoặc cao hơn để hỗ trợ tính năng này. Thế là xong rồi, bây giờ các bạn hãy tận hưởng một tốc độ render phải nói là nhanh như gió, kể cả là các bạn có đang dùng là i5-6400 hay là 7400 thì nó cũng hỗ trợ luôn. Khi mình render clip 4K dài gần 8 phút với hiệu ứng đầy đủ thì kết quả như trên màn hình các bạn có thể thấy là nếu như không bật tính năng là Intel Quick Sync Video lên tăng tốc bằng card đoạn tích hợp ấy, thì Ryzen 7-2700X nhờ lợi thế của nó là nhiều nhân hơn thì nó sẽ nhanh hơn khoảng 10% so với cả i7-8700K. Điều này nó khá là dễ hiểu, nhưng mà hơn hẳn 2 nhân mà hiệu năng nó chỉ hơn 10% thì mình nghĩ nó cũng không nhiều lắm. Nhưng mà khi mình bật tính năng Intel Quick Sync Video lên tăng tốc bằng card đoạn tích hợp, mọi thứ đã thay đổi một cách hoàn toàn. Tốc độ render của i7-8700K nó giảm đi một nửa, và Ryzen 7-2700X hoàn toàn không có một cửa thắng nào. Phần cứng nó có tốt hơn nhưng mà nó lại không nhận được sự tối ưu từ phần mềm thì nó cũng bằng không mà thôi. Bởi vì Intel từ trước đến nay họ luôn nhận được sự tối ưu rất là tốt từ Adobe. Thế nên là AMD để có thể thắng được Intel ấy thì sẽ còn một quãng đường rất là dài. Khi chuyển qua render video Full HD thì kết quả nó cũng khá là tương tự với cả khi mình render là 4K. Nếu như không bật tính năng tăng tốc bằng card đoạn tích hợp thì Intel sẽ thua khoảng 10%. Nhưng mà khi đã bật tăng tốc lên rồi thì nó sẽ nhanh một cách bất ngờ. Lần này nó không nhanh gấp đôi nữa mà nó chỉ nhanh hơn khoảng tầm 50% mà thôi. Có vẻ như là tính năng này nó sẽ tăng tốc cho video 4K nhiều hơn là video Full HD. Với AMD thì các bạn đã biết rồi đấy, gần như là tất cả 8 nhân CPU sẽ phải gồng gánh trên mình tất cả khối lượng công việc, và nó có thể là nó sẽ chia ra cho card đoạn rời một chút. Còn với Intel nó lại tối ưu hóa bằng cách đấy chính là CPU gánh một ít, card đoạn rời gánh một ít, rồi card đoạn tích hợp nó gánh một ít, và nó công việc sẽ được chia sẻ ra thì đương nhiên nó sẽ là nhanh hơn. Từ trước cái này mình luôn khuyên các bạn là nếu như sử dụng bộ phần mềm Adobe thì cứ sử dụng Intel cho mình. Đấy là một lời khuyên cực kỳ công tâm chứ mình không hề thiên vị một bên nào hết. Đúng là Ryzen 7-2700X nó vẫn mạnh ở một số phần mềm nhất định. Ví dụ nếu như các bạn là render Blender hay là các bạn render là 3D Max thì nó vẫn rất là nhanh và nó sẽ nhanh hơn là i7-8700K. Nhưng mà riêng với game và cũng như là bộ phần mềm Adobe thì chắc chắn là Intel sẽ thắng và AMD hoàn toàn là không có cửa. Còn với riêng về tính năng Intel Quick Sync Video ấy, mình phải nói đây là một tính năng cực kỳ đột phá và cũng là một sự tối ưu quá là tuyệt vời dành cho Intel. Nó sẽ giúp cho các bạn render video phải nói là nó nhanh và nhanh một cách chóng mặt luôn, nhưng mà chất lượng video lại không hề suy giảm một chút nào. Qua những bài đánh giá vừa rồi của mình ấy thì các bạn có thể thấy rồi đấy, nếu như các bạn làm Adobe thì các bạn sẽ lựa chọn là Ryzen 7 hay là các bạn lựa chọn là i7. Hãy comment ý kiến các bạn phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.